chào tất cả anh em nhé. Hiện tại là đoàn vẫn đang quay và di chuyển. Đây là một trong những bối cảnh tiếp theo của số vô trong này anh em. Giờ này là ăn anh em nhé, từ sáng giờ mới được công lòng và bây giờ bắt đầu đoàn mới được ăn thì do mọi thứ nó cần tốt hơn. Đây vẫn chung. Bây giờ bắt đầu từ cảnh này chú sẽ xuất hiện ạ. Mình giao đường, chú có thể đi nhắc nhắc cho cả nhà xem nhé. Chú này chú Dũng sẽ đóng bộ đội ngày xưa. Bộ đội dép tông mũ cối đấy. Không vàng mỏ gì, không gì cả. Khi mà còn khổ ấy. Anh em sẽ được xem chú tái hiện lại cuộc sống của đúng chú ngày xưa luôn. Cơm trộn rau. Đấy, tại đây là bàn ăn của kênh đôi dép đúc đường ngon cao su đúc ạ. Đôi dép đúc đường ngon đấy, bây giờ khó mua khó mua đẩy chợ thôi. Một là đúc, hai là chúng ta để được cho anh em những thước phim thì nó không có một cái gì là đơn giản, rất là vất vả. Quần áo dặn theo hết là 2:15 mới được ăn cơm được người nhá. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em, cảm ơn anh em đã yêu mến thật mạnh, cảm ơn Tuấn Phú, cảm ơn tình cảm của toàn thể anh em đang và theo dõi kênh. Đây là đội này. Đấy, đây, đúng đúng là biết đội này, đội đâu. Không vòng vàng gì, không áo gì nữa cả. Kính thì ok, kính thì thời là ok rồi. Nhưng mà này đúng đội đội chỗ này mới là đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Xin chào 174 anh em đang xem. Đến giờ này là giờ nghỉ trưa mà anh em vẫn xem đông lắm. Vẫn đây là Huấn. Nên chỉ đạo sản xuất của đi quay cho anh Mạnh đến giờ này tôi được con bò húc chưa được ăn gì. ăn ấy nhá. Rồi, xin chào 221 anh em đang xem. Anh em ai yêu quý kênh cũng như là mến thật Mạnh thì bổ cái quả xẻ tay anh em bạn bè vào để tăng người theo dõi. Giới thiệu cho anh em đây là một trong những bối cảnh tại số phim cuối cùng nha, bến bãi. Chú Dũng là một trong những dân anh chị làm bến bãi từ ngày xưa. Làm về cát đấy, có nghĩa là làm về khoáng sản đấy. Đấy, trong số này tôi sẽ dựng như thế. Đây vẫn là bên võ thuật, chỉ là võ thuật. Đấy, và đây vẫn là câu lạc bộ Mạnh. Đây là một trong những phụ kiện để đóng cho số này anh em nhá. Công cao bồi. Anh em kỹ thuật rồi. 300 anh em rồi. Chưa đến rồi. Mình nói đi. Anh kiến chào cả buổi sáng nay là tập võ ngoài biển. Chào mọi người nhá. Mọi người hãy ủng hộ cho đoàn phim mình nhá. Cảm ơn tất cả anh em đang xem ủng hộ mãi nhá. 300 người xem rồi nhá. Bây đang quay phim nhá. Thôi thì vừa ăn vừa nói với anh em tí nó hơi không được lịch sự lắm, nhưng mà thôi vì Mạnh đói quá phải ăn cái không là tí kiệt sức. Mời anh em dùng bánh mì cùng Mạnh. Tại đây các chị em phụ nữ cũng không ngần ngại để ăn suất cơm 15.000, à không chắc thì 12.000 thôi vì khi mua cơm đã được bị cắt rồi, cắt phế rồi. Chào 288 anh em xem. Đấy chỉ là ảo tưởng thôi, còn sự thật thì vẫn là bánh mì và nước cầm hơi anh em nhá. Hiện nay mọi người yên tâm là không để mọi người phải phải cái gì gọi là số này nhỉ, phải thất vọng về số này. Mọi người yên tâm, không thế không thật Mạnh sẽ không để mọi người thất vọng. Số này sẽ là những bối cảnh vẫn đẹp xuất hiện như một bộ phim hành động của Mỹ, anh em yên tâm điều đấy. Đó, Mạnh bị hơi gầy, hai ngày quay thì xuống hơn 2 cân, mặt nó đang top đi, lên hình nó không đẹp lắm nhưng mà thôi không sao cả, cân xuống là lại lên. Đây đang ở Cầu Bo nhá, bối cảnh ở D. Cảm ơn tất cả anh em đã yêu mến. Cả buổi sáng nay Mạnh quay tại biển rồi, đen hết da rồi, đỏ hết mặt rồi.
mày để nó với đỡ ăn bằng cái mặt này nhìn một cười nó không phải cái kiểu ngày xưa mặc kiểu ba lỗ như này này tay ngắn à ba lỗ ấy. Cháu biết mà cái này cái cảnh ấy thì cháu đang muốn là cháu giấu hết mọi người xăm của các chú xăm thì nó còn trước cả đấy rồi cái xăm không ảnh hưởng bến bãi là phải xăm rồi. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn. Nhưng mà cái này không phải là kiểu cái cảnh đó, không phải là để làm kiểu làm xã hội ấy. Cái này là chú chỉ xuống thôi, các chú làm ở trên thuyền này. Và cháu có cảnh dựng là làm thuyền. Các chú làm công việc này ở đây. Cái này mình đấy, đó là nội dung câu chuyện là lúc đầu là mình làm thuyền ở đây, xong rồi về sau thì lớn mạnh để làm cái công việc khác. Nhưng mà cái thuyền này nó vẫn là bến bãi. Nhưng nó vẫn là thuyền bè, bến bãi. Cảm ơn Đặng Khoa nhá. Cảm ơn anh em. Đang ăn nên không nói chuyện với anh em được, chỉ quay anh em xem toàn cảnh thôi. Chói quá. Cảm ơn xà bông nhá. Ê, em chào Phạm Thắng sao em ơi? Không phải ba lỗ này đâu. Vâng, cháu hiểu. Đúng, giấc bộ đội ngày xưa là hay mặc cái đấy. Nếu không làm trắng là... Đã đội mũ cối này là bộ đội thì... Dân anh chị ngày xem hai đội mũ cối. Cảm ơn Trần Sâm, xin chào Hiếu Con. Chào tất cả anh em nhá. Đội ổi mới này. Nếu đội ổi thì lại mặc cái kiểu quần vải. Dân đấy bên ngay, anh ơi ở đây, gần ở chợ đi nhá. Mày chỉ là mũ của chú cái áo ba lỗ này. Nếu là toàn ăn này thôi nên mới hao hết người đấy anh em. Còn nếu nó lọc rồi ăn bánh mì thôi, không có thời gian để ăn cơm hộp thôi. Không có thời gian để về cũng như điều kiện để ăn cơm tại nhà với đông người ấy. Mở thì mượn luôn 3 cái nhá. Ok Hiếu Con nhá. Nói chung là anh em biết không? Cái quay không sung sướng hay đâu. Chẳng qua là hy sinh vì nghệ thuật thôi. Em mạnh chào toàn thể anh em nhá. Em mạnh tắt livestream đây không còn bàn câu chuyện tí không mà lộ hết bối cảnh cũng như là nội dung. Xin chào anh em, cảm ơn anh em đã dành tình cảm thân mạnh.